Xin chào các bạn, mình đang ở thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một vườn quất rổ, quất mini. Vườn quất này là quất để bàn các bạn ạ. Dàn quả bắt đầu đang vào chín. Thì mức quả như này tầm đầu tháng 12 âm lịch là bắt đầu quả chín sẽ chín đẹp, và Tết là chín vừa tầm. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn vườn quất này. Các bạn nào mua cây, mình sẽ để lại số điện thoại của nhà chú chủ vườn ở trong clip. Các bạn liên hệ trực tiếp với nhà chú chủ vườn. Mình sẽ đi qua một vòng để các bạn cùng tham khảo.